Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục với cô gái đến từ hư vô, mùa 2, tập 5. Chủ đề của tập này bao gồm hai từ khóa: truyền thống và tâm lý đám đông. Nếu có một quy tắc mà đàn anh đàn chị đều tuân theo, cho dù nó có bất hợp lý tới đâu thì cũng rất ít người hoài nghi nó. Câu chuyện ngày hôm nay được bắt đầu từ một quy tắc trong nhà trường. Nano lại chuyển tới một ngôi trường mới. Hội trưởng hội học sinh cây tổ chức lễ kết nạp cho mọi người. Hắn nói khoác với mọi người rằng lễ kết nạp đã được truyền lại từ đời bố hắn ta cho tới giờ, nhấn mạnh rằng truyền thống này thần thánh, trang nghiêm và bất khả xâm phạm. Các học sinh lần lượt vỗ tay. Điều họ không ngờ là nghi thức chào đón tiếp theo lại toàn sâu bọ. Các học sinh cũ dẫn đầu bởi cây nhìn bộ dạng thảm hại của các học sinh mới, cười cợt không ngừng. Sau khi dập tắt sự mong chờ của các học sinh mới, cây không hề ngừng lại. Hắn cho mọi người đoán thử khẩu hiệu của hội học sinh. Có học sinh đọc to khẩu hiệu của trường, lập tức nhận được lời phủ định. Cây nói với mọi người, khẩu hiệu của chúng ta chính là: nhìn thấy hòa thượng có thể làm ngơ, nhìn thấy tiền bối nhất định phải lễ phép. Đám cây hống hách không hề biết ngượng mà biểu diễn một đoạn bài hát vừa nhảy thô tục vừa không buồn cười. Các đàn em chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự dày vò. Tiếp đó đám cây còn thậm tệ hơn nữa, yêu cầu một học sinh nữ nhảy theo vũ điệu đáng xấu hổ đó. Nữ sinh bị chọn liền giống như con nai vàng ngơ ngác, bị lạc giữa rừng mơ. Cây mất kiên nhẫn lại đổi sang một trò khác. Hắn yêu cầu các học sinh mới quỳ xuống, dùng đầu của mình chạm vào mông người phía trước, còn nói một cách mỹ miều rằng như thế này có thể tăng tình đoàn kết. Lúc này Nano đột nhiên cười lớn đứng dậy, nói rằng cây đang thực hiện hành vi quấy rối. Cây hống hách nói, ai có suy nghĩ giống Nano thì giơ tay lên. Trong bầu không khí căng thẳng này, bỗng có một cánh tay giơ lên. Cô gái này chính là Yuri đã chết trong tập 4. Đến đây xuất hiện cảnh hai người gặp nhau tại bệnh viện trong tập 3. Yuri cảm ơn Nano đã hồi sinh cô, còn nói muốn đi theo Nano để học hỏi. Sau đó ống kính quay về với hai người. Yuri mô phỏng từng động tác của Nano. Hai người ở trong một không gian kỳ quái không ngừng lắc lư cơ thể. Vũ đạo của họ tỏa ra một cảm giác quái dị, giống như hai thiếu nữ địa ngục đang chiến đấu. Kết thúc vũ điệu, hai người quay lại chỗ ban đầu. Không gian cũng quay về trong ngôi trường. Cây bị hai thiếu nữ địa ngục này khiêu khích rất không vui, chỉ trích bọn họ không tôn trọng tiền bối, đưa ra hình phạt, yêu cầu tất cả mọi người cởi áo ra. Cây đáng ghét còn quay lại hết tất cả. Hoạt động kết nạp kết thúc, thầy hiệu trưởng tức giận tới tìm cây. Thì ra đã có người quay lại cảnh cây ra lệnh cho mọi người. Đáng giận là hiệu trưởng không cảm thấy việc cây dạy dỗ học sinh mới có vấn đề, chỉ cảnh cáo hắn không được để lộ video ra ngoài làm ảnh hưởng tới trường. Chuyển cảnh, Nano tìm tới Yuri. Thì ra video là do Yuri tung ra. Yuri nói cô bắt chước Nano nên mới làm vậy, còn hỏi có phải Nano sợ Yuri sẽ nổi hơn cô nên mới ngăn cản. Nano lạnh lùng nói, muốn làm gì thì tùy cậu, nhưng người đi gần mình quá có kết quả thế nào thì chắc cậu cũng biết rồi. Giữa hai người sặc mùi thuốc súng. Hôm sau cây lại triệu tập các học sinh mới. Hắn nói ra chuyện ngày hôm qua có người lén lút quay video rồi đăng lên mạng, nói hôm nay phải để cho kẻ quay lén kia cảm nhận được sự đoàn kết của mọi người. Nói rồi cây cho người thu hết điện thoại của các học sinh mới, đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chính vào lúc này, Nano ấn nhẹ một cái, điện thoại của tất cả mọi người đều nhận được một đoạn video. Nội dung lại là năm xưa trong buổi lễ kết nạp, cây bị đàn anh hành hung. Cây phẫn nộ chú ý tới Nano đang cười hi hi. Hắn hỏi Nano có phải là cô phát tán đoạn video này hay không. Nano không hề trốn tránh, thẳng thừng thừa nhận. Cô nói cây cũng từng là ma mới bị bắt nạt, kết quả giờ lại trở thành ma cũ đi bắt nạt người khác. Những gì cây làm vốn là để trả thù những tủi nhục năm xưa. Lần này Nano đã không chỉ đã chạm tới điều cấm kỵ của cây, mà còn thẳng tay vạch trần nó trước mặt mọi người. Hắn tức giận ra lệnh, ngoài Nano ra thì tất cả học sinh khác đều phải chịu phạt. Muốn dùng cách này để khiến Nano cảm thấy tội lỗi. Sự dày vò này khiến các học sinh mệt đứt hơi. Kết quả Nano chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn liên tục khiêu khích cây. Sự khiêu khích của Nano từng bước ép cây vào đường cùng. Cảm xúc của người con trai cố tỏ ra mạnh mẽ này bắt đầu mất kiểm soát, cuối cùng lỡ tay ngộ sát Nano. Vì bố cây và hiệu trưởng là bạn cũ, hiệu trưởng đã giúp cây che giấu tội trạng, nhưng buộc cậu thôi học ở đây. Cây chuyển tới trường mới. Khi cây tham gia lễ chào mừng ở trường mới, bất ngờ nghe được câu khẩu hiệu mà hắn từng nói: nhìn thấy hòa thượng có thể làm ngơ, nhìn thấy tiền bối nhất định phải lễ phép. Cây nhìn Nano đã chết rồi lại hồi sinh trước mắt mà giật mình. Cô đã cho cây một bất ngờ vô cùng lớn. Cây nào có biết người trước mặt này là một tồn tại siêu nhiên, bất tử bất diệt. Nano miết cằm của cây nói, tôi chết hay chưa thì không biết, nhưng chắc chắn cuộc sống trường học sau này của cậu sẽ vô cùng đặc sắc. Vừa dứt lời, Nano đã đổ cho cây sờ mông mình. Cây dù có trăm cái miệng cũng khó lòng giải thích. Hắn lớn tiếng nói hắn và Nano mặt đối mặt, tay cũng không thể vòng ra sau được, sao có thể sờ mông Nano chứ. Đáng tiếc là chẳng ai nghe hắn giải thích. Ngôi trường này làm theo quy tắc mà cây từng vô cùng chấp hành. Lời của đàn anh đàn chị đối với học sinh mới chính là thánh chỉ, không được phép làm trái. Đối mặt với áp lực to lớn, cây sợ quá mà tè ra quần. Cuối cùng chỉ đành gánh cái tội mà hắn không hề làm. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Trong hoạt động chào mừng tiếp theo, Nano tiếp tục trả lại cây những lý lẽ mà hắn từng nói. Cây từng giả tạo nói rằng nam nữ là bình đẳng, thế là cô yêu cầu học sinh mới mặc lên mình những bộ đồ khác giới. Mọi người đều thản nhiên thực hiện hoạt động này, bận đồ khác giới cắt quắc một vòng. Không chỉ không thích ứng được, có những học sinh còn thấy khá thú vị. Rất nhanh đã tới lượt cây, hắn lề mề rất không tình nguyện bước vào phòng thay đồ. Mọi người đợi rất lâu cũng không thấy đâu. Đi qua mới phát hiện cây đã phá hỏng phòng thay đồ rồi chạy trốn từ phía sau. Lúc này cây chạy rất nhanh,
hắn đột nhiên nhìn thấy Yuri, vô cùng sợ hãi. Chớp mắt lại không thấy Yuri đâu nữa. Cây bị bắt lại, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về thay đồ. Cây thay đồ xong quả thực có chút xinh đẹp. Nội tâm cây vô cùng tức giận. Trước kia đều là hắn bắt nạt người khác. Hoạt động chào đón này quả thực đã khiến hắn chịu đả kích rất lớn. Như vậy còn chưa xong, Nano lại bắt đầu cường điệu về tình đoàn kết mà cây hay nói. Một người làm sai tất cả những người khác đều phải chịu phạt. Khi nãy lúc chạy trốn cây đã bị thương ở chân. Giờ Nano muốn những người còn lại chịu phạt thay cho hắn. Sau đó cây giống như Nano trước kia. Hắn phải chịu đựng ánh mắt oán hận của những học sinh đang chịu phạt. Nội tâm hắn rơi vào lo lắng và dày vò cực độ. Phải biết rằng sau này mọi người đều sẽ phải chạm mặt nhau thường xuyên. Cây đều đã đắc tội với tất cả mọi người. Sau này dù Nano không gây phiền phức cho hắn, cây cũng khó lòng yên ổn được. Kết thúc hoạt động, các học sinh mới sẽ thủ lễ với đàn anh đàn chị để biểu thị lòng kính trọng. Tới lượt cây hành lễ thì đối tượng lại đổi thành con chó Lucky. Lý do của Nano cũng rất đơn giản. Trước kia cây luôn nói ai ở trường lâu thì người đó nên nhận được sự tôn trọng. Lucky đã ở đây rất lâu rồi, rất đáng nhận được sự tôn trọng. Cuối cùng cây chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ. Buổi đêm, vì lúc ban ngày cây làm liên lụy tới các học sinh mới, khiến mọi người giận dữ. Bọn họ cảnh cáo hắn bắt đầu từ ngày mai phải ngoan ngoãn nghe lời đàn anh đàn chị. Để lời cảnh cáo có tác dụng, họ đuổi thẳng cẳng cây khỏi ký túc xá. Cây buồn bực muốn trút giận lên người Lucky. Lúc này Nano đột nhiên xuất hiện cởi dây xích của Lucky, thả con chó đi. Tiếp đó lại hét to nói rằng cây đã làm Lucky bị thương. Thế là các học sinh lại bị giày vò, đi khắp nơi tìm Lucky từ đêm cho tới tận sáng. Hôm sau vì không tìm được Lucky, Nano đưa ra một cách giải quyết. Chọn một người đại diện trong số các học sinh mới để làm chó cưng thay cho Lucky. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cây. Bị mọi người ép buộc, cây bị nhốt vào trong lồng. Kết quả Yuri nhân lúc không có ai cố ý thả cây đi. Nano quỷ quái đột nhiên xuất hiện chỉ trích Yuri vẽ chuyện. Yuri giải thích cách của Nano quá chậm chạp. Sau đó Yuri hét lớn cây đã chạy mất, kêu tất cả mọi người đi tìm cây. Một đêm này mọi người cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột. Trong đêm tối, các học sinh cầm đèn pin đi khắp nơi tìm người. Cây trốn đông trốn tây, hệt như chó nhà có tang. Khó khăn lắm mới tạm thời thoát được truy bắt. Trốn lên sau xe hàng của người khác. Vừa hay tài xế vẫn chưa phát hiện ra. Vào giây phút xe hàng bắt đầu chạy, cây cảm giác mùa xuân tới rồi. Hắn trốn trong xe vui mừng tới phát khóc. Trong lồng ngực có một cảm giác hạnh phúc vô bờ. Nhưng cây lại mau chóng không hạnh phúc nổi nữa. Không ngờ điểm đến của chiếc xe này lại là trường học. Quanh đi quẩn lại, cây lại quay về nơi hắn muốn trốn chạy nhất. Chuyện tới nước này cây chỉ có thể xông ra ngoài tiếp tục chạy. Nhưng kể cũng xui, vừa chạy đã bị phát hiện, lại bị mọi người tiếp tục vây bắt. Cây bị dồn tới đường cùng, nhảy thẳng xuống nước. Lúc này Yuri mang xác của Lucky tới, tiếp tục kéo thêm thù hận cho cây, nói là do hắn ra tay. Cây cố gắng giải thích không phải do hắn làm. Hắn nhấn mạnh nguồn cơn của mọi sự việc đều là Nano. Đáng tiếc đám đông kích động vốn chẳng ai tin lời hắn. Lúc này Yuri nói với Nano, cô cảm thấy nếu tha cho cây thì hắn sẽ chỉ tiếp tục bắt nạt người mới. Nano nói, Yuri liên lụy tới một con chó vô tội quả là hèn hạ. Hơn nữa, cô đã đánh giá người khác quá nhanh chóng rồi. Yuri chê bai Nano nếu cứ tiếp tục nhân từ như vậy. Yuri cuối cùng sẽ thay thế vị trí của cô. Nano chẳng muốn so đo với đối thủ bên cạnh, lạnh lùng bỏ đi. Sau đó, Yuri lấy phần thưởng thủ lĩnh năm nhất kích động mọi người. Các học sinh lại bắt đầu tấn công cây. Cây nhìn những học sinh hung thần ác sát kia, giống như nhìn thấy bản thân mình ngày trước. Tập phim đến đây là kết thúc. Hãy nói về sự khác biệt lớn nhất giữa Nano và Yuri. Trong cả hai mùa phim, Nano cơ bản đều không phải người thúc đẩy sự việc phát triển, mà trao quyền lựa chọn cho đương sự để họ tự mình thực hiện. Khi nhìn lại các bạn sẽ phát hiện những người không gây ra án mạng đều sẽ không chết. Nữ thần hắc ám như Nano cũng hiểu được trời cao có lòng hiếu sinh. Nếu đương sự vẫn biết hối cải thì vẫn còn cơ hội sống sót. Yuri lại cấp tiến hơn Nano rất nhiều. Cô đơn giản tự cho mình quyền định đoạt sống chết của người khác. Hơn nữa, Yuri còn vọng tưởng muốn thay thế Nano, trở thành tồn tại siêu nhiên bất tử bất diệt. Giữa hai người chắc chắn sẽ có một trận ác chiến đây. Không biết các bạn nhìn nhận thế nào về cách xử lý của Nano và Yuri? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận nhé. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.